Xin chào quý vị và các bạn. Mưa gió ở khu vực Bắc Biển Đông đã tạm thời lắng xuống vì vùng thấp đang suy yếu và ngày hôm nay đang di chuyển nhanh lên phía Bắc. Đến chiều nay, trên ảnh mây vệ tinh, hoàn lưu của nó chỉ còn là một khối mây dông ở tầng thấp. Chỉ trong đêm nay và sáng mai thì nó sẽ suy yếu và tan dần. Sở dĩ mưa gió tạm ngừng là vì từ chiều mai sẽ lại có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống và lần này sẽ ảnh hưởng chủ yếu là trên biển. Nên gió đông bắc trên vịnh khu vực Bắc Biển Đông và bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa, gió sẽ mạnh trở lại cấp 6, cấp 7 và giật cấp 8 khiến biển động. Còn trên đất liền trong tối và đêm nay thì nhiệt độ cả Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ đồng loạt tăng lên. Nơi rét nhất là các tỉnh vùng núi phía Bắc là Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, nhiệt độ sẽ nhích lên là từ 16 cho tới 18 độ. Còn ở vùng đồng bằng và mở xuống khu vực Thừa Thiên Huế, nhiệt độ sẽ cao trên 20 độ. Cùng với đó là sương mù cũng xuất hiện nhiều nơi. Vùng ven biển từ Quảng Ninh cho đến Ninh Bình thì sương mù giăng dày đặc và làm tầm nhìn xa giảm xuống dưới 100 mét. Trưa và chiều mai Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ chuyển nắng và nhiệt độ sẽ lên là từ 28 cho đến 31 độ. Sau khoảng trưa chiều nắng ấm đến tối mai thì khi mà không khí lạnh xuống thì nhiệt độ Bắc Bộ sẽ giảm xuống là dưới 20 độ và trời chuyển rét. Miền Trung khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, từ đêm mai bắt đầu chịu tác động của không khí lạnh, nhiệt độ sẽ giảm từ 3 cho đến 4 độ nữa và trời chuyển mưa rải rác. Và đến ngày 21 thì tăng cấp lên có nơi mưa vừa, có nơi mưa to và kèm theo đó là có dông mạnh. Đến đây chúng tôi xin chuyển sang phần dự báo chi tiết cho các vùng vào ngày mai.